bạch đề si tham ma tổ ma tổ ma phù tí sam bu thô a nu na tham ma đề sa nam ma ca quan sa sa đi đề si si a ta su pa tam đề na sa tu a di lo phan đề đề si tu tham ma đề sa nam sắp bà di ta Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Tập thể học viên lớp vì sự pháp cơ bản, xin trang nghiêm thân khẩu ý, thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ, các vị trưởng lão đang tôn kính, còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh bị nhân lành gây dựng các lớp học và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và những thành tựu viên mãn cho thầy hoàn đạo. Phần tình thức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc, tha thiết, kiên trì của các bạn hữu trong rực. Xin hoan nghỉ với sự tham gia của các sư huynh, sư tỷ, ở các phương các gương nỗ lực tinh tấn học tập và hạnh san sẻ cho pháp của các vị rất đáng được học tập. Cầu mong cho phước khí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, diệu thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày chủ nhật 11 tháng 10 năm 2020, là buổi học thứ 91 của lớp phi diệu pháp cơ bản. Hôm nay sẽ học tới bài 98. Hôm nay là học cái đấy, tôi học thứ 18. Bài mới giờ hôm nay sẽ là bài lỗi ý mô thời bình nhật. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy quan nghỉ lên lớp. Chúc các bạn có thêm một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học lỗi môn. Buổi học thì này là 98, còn hai buổi nữa là đúng 100 ha. Đúng 100 buổi. Mau quá, mới đây là 100 kỳ. Được mấy năm ha. Cũng rất là hoan hỷ khi được biết là lớp học của mình được kéo dài liên tục, không có bị gián đoạn, cũng như là quý vị học rất là tinh tấn, rất là nhiệt thành. Đó là cái phước báo của tất cả chúng ta trong cái thời ngày hôm nay. Thời này là kiếm được người mà hiểu được giáo pháp thì quả là không phải là chuyện dễ. Tại vì thời buổi vật chất mà rất là khó. Bây giờ chúng ta có duyên lành trong những kiếp sống quá khứ, cũng đã từng gieo duyên, từng học giáo pháp. Thành ra kiếp này mình có duyên may, mình gặp lại được và cùng nhau đây, cố gắng học hỏi. Quý vị cũng nên hoan hỷ với cái phước báo của mình. Đây là cái phước rất là đặc biệt, ít ai có được lắm, rất hiếm. Và khi mình có được rồi thì mình mới biết trân quý, mình biết gìn giữ cái giáo pháp này. Chứ không thôi là khi mà tới ngày mà hơi thở vô mà nó hơi thở ra mà nó không vô lại đó, thì coi như là giảng tồn không. Bây giờ mình cứ ráng lụm được nhiều hay nhiều bỏ tối, học được ngày nào hay ngày đó cố gắng học và cố gắng chúng ta cùng nhau hành gìn giữ chánh niệm cho nó tốt đẹp. Thì một phút thôi, chúng ta thở vào thở ra mà mình có đầy đủ với chánh niệm, đầy đủ trí tuệ, thì lúc đó là phước báo rất là to lớn. Bởi vì rất là khó để có được cái sự chánh niệm và có được cái trí tuệ nó đi kèm ra được, rất là khó. Phải có sự học hỏi hiểu biết, phải khéo như lý tác ý thì chúng ta mới có thể tạo được những cái chủng lành, những cái nhân thiện một cách đầy đủ trí tuệ như vậy. Đó là cái sự mà
may mắn, cái sự mà lợi ích hạnh phúc của tất cả chúng ta có được ngày hôm nay học được giáo pháp, và nhất là học được cái môn vi pháp này. Bởi vì khi bạn biết được học được cái môn này rồi, mình mới thấy là rằng không có, cuộc đời không có đơn giản như mình nói tu tu không, ngồi đó tu niệm này niệm kia thành Phật nói chuyện đó bộ, giống như là gì đó mình múa múa giỏ múa giỏ thì hoài chứ mình sẽ cũng chả làm được gì. Học rồi mới thấy là cái con đường chánh niệm đó, hai chữ chánh niệm thôi mà mình mà hiểu sâu, mình đi sâu được cả một vấn đề, không phải chuyện đơn giản. Nhất là khi chúng ta học tới cái lộ trình tâm rồi, mình mới thấy cái sát na mà để mà được có chánh niệm là quả thật, không phải chuyện đùa, rất là khó. Thì khi mình học rồi, mình hành đó, mình mới thấy cái sự việc nó như thế nào. Bởi vì cũng khéo là chúng ta cứ là mình bóc vỏ, mình cho nó là cái lỗi, mình cứ hái lá cây, mình hái mà toàn là cây vàng, cây rụng, còn mình cứ tưởng đây là cái lỗi cây, thì cái đó là cái thiệt thòi cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta học phi pháp rồi, mình đi vào trong, sâu vào trong, mình mới thấy, và do nhờ có sự thấy, có tri kiến đúng đắn, mình hành mới đúng được. Nếu tri kiến mình không đúng đắn thì thôi, mình hành giống như nấu cát thành cơm vậy thôi. Cho nên đây là cái phước báo mà chúng ta phải nên trân quý, gìn giữ. Và chỉ có mình mới tự mình thương mình, tự mình tạo cho mình một cái hòn đảo cho chính mình mà thôi. Giáo pháp là chỗ để chúng ta nương nhờ, rồi sau đó chúng ta tự mình thắp đuốc mà đi ha. Chúc quý vị có ngọn đuốc sáng rực rỡ, đem đến sự an lạc cho chính mình. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tạm bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādeme svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi samma sambuddhaṃ atulaṃ sasattham bhagavatthamaṃ Apiwa Diyapasisang Apitam Vattasangya. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bích Thay, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Hôm nay chương trình cũng vẫn như thường lệ. Chúng ta cùng nhau đọc Pali trước, rồi sau đó chúng ta đi vào bài học. Xin mời Triều bắt bài, mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc nha. Đọc từ từ, chậm rãi, đọc rõ ràng, có tắc ý đầy đủ ha. Từ tắc ý và cái trí tuệ đầy đủ thì chúng ta sẽ được nhiều phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Ba phút xin đọc bài. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đò rề quỳ thí chít tắc ba quách tí nà na dồ. Mano đò rề ba ná giá đi quỳ phù ta mà lầm ba nặng à ba thằng à gách chá tí ta tổ ba rằng phá vành gá chá lá ná ma nô đò ra quách chá ná chá quá nà quá xà nê ta đà rầm ma ná pa cà ní pa quách tàn tít ta tô pa rằng
pa wan ga pa to a wi phu te pa na lam pa ne cha wa na wa sa ne pa wan ga pa to wa ho ti na thi ta đà lầm ba nấp ba đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký phát khởi, khởi phát khi chập phá quanh gá dao động, ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quanh gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quanh gá, sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi phát, xin hả? Còn vì thí chích tà ní tì nề quá chích tức bà đà đá xề rí tà vít thà rề ná ta nét thề cát chát tà lì xá quỳ vít phú phà quá dề a ya mét thá pa rít tá cha quá ná và rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm sẽ được dạy, sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 40 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn biến của cháu quán á phụ. Xin hả? Dạ alo, dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ thầy kinh, kính chào các anh chị trong lớp học ạ. Dạ con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Áp ba na cha wa na wa re ba na wi phù ta wi phù ta phê đồ nát thi ta thà ta đà làm ba nốt bà đồ chát. Trong phương cách diễn tiến của chá quá ná appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sầm ba yut ta cà mà quá cha ra cha quá nà nằng át thành nặng ảnh nhát taras mình barit cầm mu bát trà rà nu lồ ma gồ cha phù nà mề na cha túc khát tùng tích khát tu mề qua hòa gia thắc ca mằng úc bách chít tòa ni rút thề ta đa nành ta ra mề qua gia thà ra hằng cha tút thằng bành cha mằng hòa cha phì chấp bì sát ti ma hắc Gata lo kut tara cha wa ne su ya tha phi ni ha ra wa se na yang kinh chi cha wa nang ap ba na wi thi mo tara ti ta to ba rang ap ba na wa sa ne pha wang ga ba to wa ho ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma cận hành, upachara thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, gotrapphu tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4 hay thứ 5 tùy thuộc trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào
trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Cảm ơn Đông Triều bốt bài. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính chào thầy Kinh, mến chào toàn thể cả lớp. Dạ con xin đọc bài ạ. Tất thaso manasasahagat tachawa na nan tarang appana piso manasasahagat ta yawa ta tikang ki tapa upekha sahagat tachawa na nan tarang upekha sahagat ta tawa tathapi kusala chawa na nan tarang kusala chawa nan chewa hết khi mình chắc pha lát ta giang mắt tề tí rí già chá quá nà nằm ta lằng rí già ta phà lằng chá ấp tề tí. Ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná ấp tá nà sát ma định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cháu ná ấp ba nà liên hợp với thọ xã phát sanh. Đây cũng vậy, một cháu ná ấp ba ná thiện sẽ nói tiếp theo sau một cháu ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ xá ma tắc tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu ná hành sẽ có một cháu ná hành và quả a la hán nói tiếp. Quá tình xá xuất khắp nguyên nhân hà đòa đá sổ tất khá cà tà tá rằng xuất khí tá khí giá tổ áp thá chá xàm phồn tí út tất khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân đi hê túc cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xã có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Cú thúc cha nà ná sắc khà nàng cà mát huyền nhà tí hề tu tổ tí hề tu cà mát khí giá tổ quý ta là gà nàng ấp ta nà á giá mét tha ma nồ đòa về vì thí chí tắp ta quá tí nà dồ tí ná dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả ấp ta nà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng, cảm ơn thầy. Dạ, con xin nhường nước cho vị kế tiếp ạ. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Mà đã xin đọc bài. Mano đò rê vì thí chích tắp ba quát tiên á vô tiến định tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đò rê ba ná giá tí trí vi phù ta mà làm ba năng a à ba tha mà gác cho tí ta tô ba rằng phá hoàn giá chá lá nằng lá ná má nồ đò ra bách chá ná giá quá nà quá xà nề ta đà
Na măng na ba ca ni ba wat tan ti ta to ba răng ma quan ga ba to a quý phù tề ba na làm ba nghề cha quan na qua xe nề phá hoàng gá bà tất quá hồ tí ná thí ta đà làm bá nấp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, khi chập phá hoàng giá dao động, ý môn hướng tâm và cháo quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá hoàng giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan giá, sau khi luồng cháo quan há chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh, quy quyết thí chích ta ni tì nề quá chích tức bà đà đa xê vi ta quyết thà rê ná bá nát thề cá chát ta lì sáu quý à qua về a yamat tha bari ta cha quana hòa rồ ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quana phụ. Kính chào thầy và các lớp. Cơ xin đọc bài Appana Vì Thích Tắc Tô Vách Tí Nê Dù Tiến Trình Tâm An Kỷ. Đoạn 1. Appana Chá Văn Ná Hòa Rè Bà Ná Quý Phù Tà Quý Phù Tá Phê Đồ Nát Thí Tắc Thà Tá Đà Lầm Bà Nấp Ba Đồ Chát. Trong cách diễn tiến của Chavana Up trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký đa cảnh. Tát Tha Hi Nhà Na Sầm Ba Dứt Tát Khà Mà Quá Cha Ra Cha Quá Nà Nàng Át Thành Nàng Anh Nhất Ta Lát Nìm Ba biết cầm với bát trà gà nuôi đồ má vô đắp phù nà mẹ nó chất tốt khắc tùm tích khắc tu mẹ quá hòa nhất thắc khá mặn ức bắp chí tòa nếu biết thề ta đã nành ta đã mẹ quá giấc giá thà ra hằng chất tốt thằng bành cha mặn hòa chất đi sa ti na hát ya ta lo khut ta ra cha wa ne si ya ta vi thi a ra wa se na yang kinh chi cha wa nang ap pa na vi thi mo ta ra ti ta to ba rang ap pa na wa sa ne phong wan ya pa to ba ho ti. Tâm trong trường hợp này bất luận tâm nào, dạ cảm ơn con được. Trong trường hợp này bất luận tâm nào trong tám Chavana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị ba biết khăm mắt cận hành upacchara thuận thứ anuromat và chuyển tánh vô tra phù
tức khắc sau những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm cha quá nó nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhờ vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Để con đã đọc xong đoạn 1. Dạ, còn đoạn 2 mà không ai lên thôi, con đọc luôn đoạn 2 để kết thúc luôn. Đoạn 2: Tất tha vô manat sa vô manat sa sahayata cha vana nặng ta rằng appana piso manat sa sahayata vapa ti cảnh ti appa Ubekha Sahayata Chawana Nam Ta Rang Ubekha Sahayata Vatat Api Kusala Chawana Nam Ta Rang Kusala Chawana Che Vahet Thi Mạng Chapala Tayam Tayam Tayamap Te Ti Kire Kriya Chawana Nam Ta Rang Vì là cha qua nặng Arahat tắc pha lành chắc ấp về tiết. Ở đây sau một ná với thọ hỷ, một cha qua ná ấp phanh nà sắc na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một cha qua ná đồng phát sanh với thọ hỷ, một cha qua ná ấp phanh nà liên hợp với thọ xã ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một Javana Appana thiện sẽ nói tiếp theo một Javana thiện. Và trong trường hợp chiến ngộ, Samma Patti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Javana hành, sẽ có một Javana hành và quả A-la-hán nói tiếp. Giọt tình sắc sau tâm thiện có ba nhân tí hê tí cá liên hợp với thọ hỷ, 32 lợi tâm khởi phát, 4 thiện sắc, 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có 3 nhân liên hợp với thọ xã, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc, 4 thiện vô sắc, 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, gồm 4 thiện duy tác sắc, 4 thiện A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xã, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiện sắc, 4 thiện vô sắc, ngũ thiện A-la-hán quả. Tu thuật cha nà ma sách khà năng khà ma buồn nhà ti hệ tu tù ti hệ tu khà ma quý giác tù quý ta ra gà năng áp pa nà ayamet
Tamanu đoà đề vì thi chích áp ba quát tina dù. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập xê cát và tâm quả áp panna phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống, con kính mời thầy. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy. Dạ con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu. Mano dware vi thi chitta pavit pavatti nayo, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đà rê ba na gia đi quý phù ta mà làm ba nàng à bà thầm à gác cho tí ta tổ ba rằng phá hoàng gá cha la na mano đà ra quát cha na cha wa na cha wa nè quát xa nê ta đà ram man nè. Con xin đọc lại. Mano đà rê ba na gia đi quý phù ta mà làm ba nàng a ba tham a gác cha tí ta tô pa rằng pa wan gác cha la na ma no đoà ra quát cha na cha wan na quát sa ni ta đà ram ma na pa ca ni pa wat tan ti ta tô pa rằng pa wan gác pa tô a wi phu te pa na làm bánh nè cho quá nè quá xà nè phá hoành gấp bà tổ quá hồ tí nát thi ta đà làm ba nước bà đồ tí. Trong ý môn vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thi chít tà ni tì nề quá chít tu bà đà đa sê rí tà quýt thà rê na pa nếp thề ca chát tà lì sa quý phà quá dì a-ya-mát ha parita chana chawana waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chawana phụ. Apana vi thi chit tapavattinayo, tiến trình tâm an chỉ. Appana chawa na wa re pa na wi phu ta wi phu ta phê đồ nát thi ta thà ta đà làm pa nu pa đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chawa na appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam ba yut tát cà mà quá cha ra cha quá na nằng át thành nằng anh nhát ta ras miền pari cầm mu bao cha ra nu lồ ma go trá phù
Nà mê na cha túc khắc tùm tích khắc tu mê quá già quá giấc quá giá thắc ca măng úp bát trí tòa ni rút thề ta đá nàn ta ra mê quá giá thà ra hằng cha túc thằng bành cha măng quà chấp bì sát. Tí su ya tha phi ni ha ra wa se na yang kin chi cha wa nang ap pa na wi thi mo ta ra ti ta to pa rang ap pa na wa sa ne pa wan ga pa to wa hu ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Javanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, Parikamma cận hành, Upachara thuần thứ, Anuloma và chuyển tánh, Gotrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm Javana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố, gắn thích ứng. Tathaso manasasa hagata Javana nanta rằng appana piso manas sasahagata wappa tiết cành khi tấp bà upekha sahagata chawana nàn ta rằng upekha sahagata watattha pikusala chawa kusala chawana nàn ta rằng kusala chawana je wa het thi man chafalattayamappe ti Kriya Javana nanta rằng Kriya Javana Arahat Tapha lành cha áp bề tí. Tức khắc theo sau một Javana với thọ hỷ, một Javana Appana sát na định với thọ hỷ, ác sẽ khởi phát. Sau một Javana đồng phát sanh với thọ xả, một Javana Appana liên hợp với thọ xả, ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một Javana Appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một Javana thiện và trong trường hợp chứng ngộ, Sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một Javana hành sẽ có một Javana hành và ác và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha bùn nhằm hà đòa đa sô bách kha ca pa rằng su khí ta kri ya tô át tha cha sàm phồn ti u bách kha ca. Bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiện sắc, bốn thiền vô sắc, bảy ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, bốn thiền di tác sắc, bốn thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiện sắc, bốn thiền vô sắc, ngũ thiền a la hán quả. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề túc cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát gồm bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại gồm một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân
liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, gồm 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả, và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Buddhuchana nasakha nang ca ma punya ti he tu to ti he tu ca ma kriya to vitara ga nang appana ayamethamano dware vi thi citta pavattina yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khá tâm quả appana phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ hồi nãy con đọc con thấy con cũng bị sai tùm lum hết. Dạ con xin phép được xuống mic. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài ạ. Sao hết. Bài này cũng khó nhưng mà dễ. Bài này nhiều chữ cũng rất là khó. Nhưng mà rất là sao hết ha. Quý vị đã thực hiện cái bài đọc Pali rất là tốt. Thì đọc hết luôn của người ta mà còn không dài. Rồi bây giờ trước khi vào học bài mới thì mời quý vị lên trình bày lại cái bài từng rồi ha. Mời bên nhóm ở Bến Tre đi ha, mời anh Phúc lên trình bày cái bài từng rồi, học tới đâu trình bày lại ha. Rồi xin mời. Xin chào. Và cũng xin đọc lại bài học thì trước lỗi ý mô tiến trình tâm ý mô mano đò chitta quỳ thí mano đò chitta quỳ thí tiến trình diễn tiến tâm quả ý mô còn gọi là tiến trình diễn tiến của tâm quả ý mô còn gọi là lỗi ý tâm quả ý mô. Và ý môn là gì? Ý môn á, ý môn là tầm hậu kiếp có hình giá. Thì cảnh của lỗi ý thuộc về nội phần các giới cảnh ngũ môn cho nên được gọi là cảnh pháp. Phân loại thì có hai: lỗi ý môn thông thường và lỗi ý môn đặc biệt. Một, lỗi ý môn thông thường là lỗ tâm diễn hoạt trong đời thường, không có đắc thiền, không có đắc đạo quả, không diễn hoạt trong đời bình nhật. Thì có hai là lỗi ý môn bình nhật là dòng tâm thức được diễn hoạt hàng ngày trong đời sống. Thì trong đó có bốn cảnh: cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh rất không rõ. B là lỗi ý môn cận tử là dòng tâm thức diễn hoạt trong giờ phút lâm chung. Cận tử có hai: một, tử rồi tục sinh, tử rồi niết bàn. Hai, lỗi ý môn đặc biệt đừng có 10. Một là lỗ đắc thiền, lỗ ý môn đặc biệt là dành cho những người có tu chứng, những gì có tu chứng. Một là lỗ đắc thiền, hai lỗ đắc đạo, lỗ hiện thông, ba bốn lỗ nhập thiền an chỉ, năm lỗ nhập thiền quả, sáu lỗ nhập thiền diệt, bảy lỗ nhập niết bàn liên thiền,
8. Lộ nhập niết bàn liên thông. 9. Lộ nhập niết bàn phản kháng chi thiền. 10. Lộ đắc đạo tộc mạng. Tuy nhiên xin lỗi ý thì có 14 loại. Loại thứ nhất do sáu cảnh, và duyên thứ cái duyên sinh ra do sáu cảnh từng thấy thứ này này. Loại thứ hai duyên sinh lỗi ý là do sáu cảnh hiện có liên tưởng đến sáu cảnh đã từng gặp. Duyên sinh lỗi ý thứ ba tức là do từng học, từng nghe, từng nói đến cảnh này nay được tạo lại. Năm, duyên sinh lỗi ý thứ tư là do sáu cảnh hiện có giống sáu cảnh đã từng gặp nên ai liên tưởng đến. Thì bốn cái loại đầu này là do tưởng tâm sở chữ làm việc. Năm, duyên sinh lỗi ý thứ năm là do mãnh lực của đức tin, do đức tin quá mạnh làm cho lỗi ý phát sanh. Sáu, duyên sinh lỗi ý thứ sáu là do mãnh lực của sự hoan hỷ, sự hưng phấn, sự hài lòng tác động đến. Duyên sinh lỗi ý thứ bảy là do sự suy niệm, do sự suy niệm mà phát sinh ra lỗi ý. Duyên sinh lỗi ý thứ tám là do mãnh lực suy xét của trí tuệ và những chủ kiến đúng đắn, sự phán đoán xác định tác động. Chín, duyên sinh lỗi ý thứ chín là do sức mạnh của nghiệp tác động, điềm nghiệp. Chín ba, duyên cảnh này là cảnh phát sanh lúc cảnh tử. Mười, duyên sinh lỗi ý thứ mười là do sức mạnh của tha nhân tác động giống như là thôi miên thuật. Duyên sinh lỗi ý thứ 11 do thần lực thiên nhân kích động chư thiên chuyển tâm, do chư thiên chuyển tâm. Thứ 12, duyên sinh lỗi ý thứ 12 là do sự rối loạn cơ thể, sốt cảm mạo hay là do tứ đại bất hòa làm phát sinh ra lỗi. Duyên sinh lỗi thứ 13 là do có tri kiến đúng đắn về tứ diệu đế, dựa trên ba loại trí: trí văn, trí tư và trí tu. Duyên sinh lỗi thứ 14 là do thánh trí tác động, sự thấu hiểu, do sự thấu hiểu tứ diệu đế do tu tập mà ra. Đối tượng tức là cảnh lành phát sinh là lỗi ý. Lỗi ý môn bắt tất cả các đối tượng ngoại trừ cảnh ngủ thuộc thời hiện tại. Vì cái trong đó sắc hiện tại thì sắc hiện tại trừ 7 sắc cảnh giới, tức là 28 sắc đó trừ 7 sắc cảnh giới. Sắc, cảnh sắc, cảnh tên, cảnh khí, cảnh vị, đất, lửa, gió, bảy sắc cảnh giới cộng với sắc quá khứ, cộng sắc vị lai, cộng danh pháp, rồi cộng chế định pháp. Tức là trừ bảy cảnh sắc, sắc cảnh giới còn lại thì là đối tượng của lỗi, là tạo sắc pháp trừ bảy sắc hiện tại. Còn đây là đối tượng của lỗi. Trong đoạn này thì cũng có giải thích chẳng hạn, chỉ có những hành giả hành tứ niệm xứ niệm mật thì mới có thể thấy được cái sắc tế. Và vấn đề hậu kiếp vừa qua trong lỗi chỉ có khi có sắc pháp phát sanh. Lỗi ý bắt cảnh sắc tế, lỗi ý là chỉ bắt cảnh pháp, nhưng mà cũng có bắt cảnh sắc tế. Khi mà những cái do sắc hiện tại thành tựu
nên có hồi ký diệu qua cảnh sắc quá khứ, cảnh sắc vị lai, danh pháp và chế định, không có hồi ký diệu qua. Thì ông bà diệu qua thầy giảng tới phần trình hát. Rồi, xà thấu. À, bài này vô học ngồi tâm rắc rối hay gì ha, khó hiểu. Rồi, cái từ từ mình đi học tiếp, học từ từ, phải làm ai đó ha. À, bây giờ mình vô bài tiếp theo là lộ ý môn thời bình dịch. Lộ ý môn thời bình dịch là nói về cái lộ ý phát sinh trong thời đời sống bình dịch của mình. Đây kia là lộ ý môn thời bình dịch. Rồi, xin dòng có 4, 2 chấm. Có 4, 2 chấm. Giờ mình đọc cái thứ nhất trước ha. Một, cảnh rất rõ, có 22 lộ. Cảnh rất rõ, có 22 lộ. Dần với ba phương thức hai chấm, với ba phương thức hai chấm. Chót na cảnh, chót na cảnh, chót động lực, chót hộ kiếp khách. Chót ma cảnh, chót động lực, chót hộ kiếp khách. Chót động lực, chót hộ kiếp khách. Rồi, như vậy với cái đối tượng mà cảnh rất là rõ, tức là trong cái lỗi mô mà cảnh hiện rất là rõ, cho chúng ta biết là có 22 lộ mà gồm có với ba cái phương thức. Tức là phương thức thứ nhất là cái chót ma cảnh, tức là cái lộ tâm phát sanh cuối cùng nó có cái na cảnh, tức là cái cuối cùng của cái lộ tâm á, nó phát sanh na cảnh là một phương thức. Phương thức thứ hai là nó không có na cảnh thì nó chót động lực tới hết cái bảy sắc na động lực thì nó chấm dứt. Phương thức thứ hai. Và phương thức thứ ba là chót có hộ kiếp khách sang vô. Thì như vậy với cảnh rất lớn, với ba phương thức như vậy, chót na cảnh, chót động lực và chót hộ kiếp khách, mình biết sơ lược trước ha. Rồi bây giờ mình đi xuống A nhỏ, chót na cảnh hai chấm. A nhỏ, chót na cảnh. Được chưa? Ghi kịp không? Dòng gạch vào dòng cái từ 1 đến 5 sát na hộ kiếp vừa qua, từ 1 đến 5 sát na hộ kiếp vừa qua, mở ngoặc, có 18 sắc rõ hiện đại, hiện tại có 18 sắc rõ hiện tại, từ 1 đến 5 sát na hộ kiếp vừa qua có 18 sắc rõ hiện tại. Mở ngoặc, có 18 sắc rõ hiện tại, tức là từ 1 đến 5 sắc nào kiếp vừa qua đó, thì do có 18 sắc rõ hiện tại này nó mới có cái vụ mà hộ kiếp vừa qua này nó phát sinh. Cho nên mình phải mở ngoặc khi có 18 sắc rõ hiện tại. Sắc rõ hiện tại nãy học rồi ha, nói phần trên ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, không có hộ kiếp vừa qua, không có hộ kiếp vừa qua, mở ngoặc, khi cảnh lại danh pháp hoặc chế định, đóng ngoặc lại, khi cảnh lại danh pháp hoặc chế định. Rồi
Như vậy với cái phân tích đầu tiên là chót na cảnh, tức là cái cuối cùng của lộ tâm, nó có cái sắc na na cảnh, hai sắc na na cảnh ha. Thì cái thứ nhất là do nó có 1 tới 5 hồn kiếp vừa qua, bởi vì có cảnh sắc hiện tại, cảnh sắc rõ hiện tại nó xen vô. Mà cảnh sắc rõ thì nó làm cho cái tâm mình nó, tại vì là lộ ý mà cảnh sắc nó hiện vô thì nó bị hơi bị khác đó, tự nó khác với lại cái lộ ý, thành ra nó làm cho có hồn kiếp vừa qua phát sinh để nó tiếp nhận cảnh. Thì từ 1 cho đến 5 hồn kiếp vừa qua là nó có cái hồn kiếp vừa qua là phát sinh lên ha. Rồi cái thứ hai là không có hồn kiếp vừa qua. Khi không có hồn kiếp vừa qua, bởi vì cái cảnh nó thuộc về danh pháp hoặc là thuộc chế định, tức là về những cái mà khái niệm ha, thì do vậy nó thích hợp với lại cái lỗi ý, nó không cần có hồn kiếp vừa qua. Thì như vậy có hai cái trường hợp này là 1 đến 5 có hồn kiếp vừa qua, không có hồn kiếp vừa qua, thì tổng cộng là mình có 6 lộ đúng không? 1 đến 5 là 1 cộng 1 là không có là 6 lộ. Thì chúng ta xuống dòng chúng ta ghi tổng cộng có 6 lộ. Tổng cộng có 6 lộ. Tổng cộng có 6 lộ đúng không? Tức là 1 đến 5 sắc nào kiếp vừa qua là 5 lộ rồi, đúng không? Rồi không có kiếp vừa qua một lộ nữa thì mình có là 6 lộ. Được chưa? Quý vị nắm được không? Alo cho biết đi. Nắm được không? Hiểu hết không? Đắc đạo hết rồi ha. Đắc hết rồi, nghe tới đây đắc bụt bụt bụt. Được chưa? Chép kịp không? Chép kịp chưa? Ghi tiếp. Rồi xuống dòng ghi lộ trình một hộ kiếp vừa qua. Lộ trình có một hộ kiếp vừa qua. Có một hộ kiếp vừa qua. Rồi bây giờ mình đi vô cái lộ trình đầu tiên ha, có một hộ kiếp vừa qua. Thì mình xuống dòng mình ghi từng sát na ra ha. Hộ kiếp vừa qua. Hộ kiếp vừa qua. HKVQ ha, hộ kiếp vừa qua, viết tắt cái chữ đó ha. Hộ kiếp vừa qua. Hộ kiếp là tới rung động thì ghi chữ rung động A đi ha, rung động. Hộ kiếp rung động đó. Rung động xong tới dứt dòng, tức là hộ kiếp dứt dòng. Dứt dòng 2 chữ D, dứt dòng. Rồi, tiếp theo là kháng ý môn. Kháng ý môn. Tiếp theo là 7 động lực. Rồi, cuối cùng là 2 na cảnh. 2 na cảnh. Rồi thì như vậy lộ trình mà mình tính có một hộ kiếp vừa qua đó, thì nó phát sinh là khi có cảnh vô đó, thì hộ kiếp vừa qua rồi tới hộ kiếp bị rung động lên, rồi tiếp theo cái hộ kiếp nó dứt dòng, dứt dòng hộ kiếp là sao, tức là cái tâm chủ quan của mình đó, là tâm chủ nó dứt dứt dòng xong rồi kháng ý môn sanh lên. Ở đây lộ ý thì nó chỉ có kháng ý môn sanh lên chứ nó không có kháng ngũ môn nha quý vị. Lộ ý là hoàn toàn là thuộc về ý hết. Thì ở đây kháng ý môn nó sanh khởi, nó vừa dùng làm cái đối tượng, nó vừa là làm phận sự là hướng tâm đến đối tượng và nó xác định luôn đối tượng luôn là kháng ý môn. Rồi sau đó là 7 cái động tóc sanh lên, 7 động tóc sanh lên xong rồi, bởi vì lộ tâm này nó có na cảnh, thì nó có 2 cái na cảnh, thì theo sao cảnh rất rõ có 2 na cảnh.
thì cho bạn học nhất vừa qua, rung động, nhất dòng, kháng nguyên môn, bảy động tốc, hai là cảnh. Được chưa? Vì lắm được chưa? Vì chưa? Chưa? Rồi ha, bây giờ mình xuống mình gặp đôi dòng. Thì sắc na, hai chấm, có 10. Sắc na, hai chấm, có 10. Sắc na, hai chấm, có 10. Giờ có 10 là gì đâu, quý vị kể nghe coi. Có 10 sắc na là cái gì đâu. Đúng rồi, xa thứ, xa thứ. Bắt đầu mình tính sắc na là tính từ kháng ý môn ha. Hậu kiếp mà không tính ha. Hậu kiếp vừa qua đứng động với dòng không có tính, nó thuộc về hậu kiếp. Thì bắt đầu tâm khách nó sanh khởi là kháng ý môn là 1. 7 động tốc là 2 là 7 cộng 1 là 8. 2 la cảnh là 10. Thì vì vậy mỗi sắc na tâm khách sanh khởi chúng ta có được 10. Tức là kháng ý môn, 7 động tốc, 2 thập duy là hai la cảnh á, rồi đều ghi lại cái đó. Kháng ý môn cộng 7 động tốc cộng 2 la cảnh. À, rồi sắc na là mình có được 10 sắc na ha. Rồi bây giờ xuống gạch đầu dòng thứ tâm hai chấm, thứ tâm hai chấm có 41, thứ tâm hai chấm có 41, rồi ai kể được 41 này không, kể được là có thưởng. Thứ tâm có 41, 41 tâm là gì đâu. Kháng y môn có không quý vị? Kháng y môn có không? Kháng y môn trật đời. Kháng y môn có không? Giờ ghi đây, ghi theo cái câu hỏi này. Kháng y môn có không? Kháng y môn có không, không? Kháng y môn có. Ok, đúng rồi, lộ ý là phải có kháng y môn ha, chứ không có chạy ra khỏi ha. Rồi động tốc dục giới có không, có bao nhiêu động tốc dục giới, tâm động tốc dục giới có bao nhiêu? 12 bất thiện có không, 12 bất thiện có nhảy vô trong lộ ý môn có không? Có cái gì có ha. Ok, sở hữu có 12 bất thiện. Rồi một cái ha. Rồi 8 thiện có không, 8 thiện dục giới có không, 8 thiện dục giới có không? Có luôn, sở hữu nói như lắm rồi, có luôn. Rồi à, gì nữa là mới nhiêu rồi, 12 bất thiện nè, với lại 16 là nhiêu rồi, 8 thiện là 16 phải không, 16 với 12 là mới có là 28 là phải không,
Rồi trong tâm duy vô nhân có cái nào không quý vị? Trong tâm vô nhân có không? Trong tâm vô nhân có không? Hồng Nhung ghi ba quan sát, hả? Quan sát là trật rồi, Hồng Nhung bắt lộn pháp rồi. Coi lại nha. Thiện hữu một ưng cúng vi tiếu, đúng rồi. Xa thú một ưng cúng vi tiếu. Đúng không? Rồi bây giờ 29 tâm động tức dục giới là ghi lại nè, 12 tâm bất thiện cộng ưng cúng vi tiếu cộng 8 thiện cộng 8 di tác dục giới là 29 tâm động tức dục giới ha. Ghi lại thì đều ghi đó xuống 29 12 ưng vi tiếu 8 thiện là 40 là nhiêu rồi quý vị? Bằng 12, 29 mới 29 mà nãy tổng cộng là nhiêu? Là 41. Thì nó thiếu gì ta? Thiếu gì ta? Nhiều lắm nha. 29 sao còn 12? Được chưa? Bây giờ đọc lại nha. 29 tâm động tốc dục giới là có rồi ha. Rồi nãy kháng nghi môn, đúng không? Kháng nghi môn là một nữa là 30. Đúng chưa? Kháng nghi môn nãy mình tính rồi, mình tính giờ mình cộng vô luôn đi. 29 động tốc dục giới cộng kháng nghi môn là 30 ha. Đúng không? Rồi sao rồi? Còn cái vụ mà 41 này thiếu gì ta? Thiếu gì ta? 12 tâm đáo đại hả? Chắc lắc rồi. Là 30 rồi đó. Giờ thiếu gì? À, nhớ thiếu gì không? Vậy đọc lại lộ trình tâm nè. Ô kiếp vừa qua rung động dứt dòng cán y môn 7 động tốc và 2 na cảnh. Vậy giờ thiếu gì đây? Đúng rồi, thiếu 11 tâm làm việc na cảnh. Ghi vô 11 tâm na cảnh, 3 tâm quan sát cộng 8 là tâm 8 quả dục giới tình hảo. Là 11 tâm na cảnh. Tổng cộng mình có là 41 tâm. Ghi lại trên đây ơi. Một tâm là cảnh nữa. Rồi giờ mình gom lại, mình ghi lại tổng cộng 41 thứ tâm á, ghi cho rõ ra ha. Để chúng tôi nó lộn xà ngầu lắm. Ghi xong đi rồi hỏi tiếp. Cái bài này học kỹ chậm chậm chắc cứu. Được chưa? Đều ghi lại chưa? Ghi lại hết chưa? Ghi lại nguyên cái bản hết chưa? 41 thứ tâm á. Cái nghi môn là 1 nè, 29 động tác dục giới là 30, cộng 11 tâm tài cảnh là 41, đúng không? Đầy đủ chưa? Quý vị ghi lại đầy đủ nha, ghi lại để thôi nó hồi mình coi lại mình không hiểu mình nói gì luôn á. À, rồi bây giờ đặt câu hỏi tại sao không có những cái tâm thuộc về sắc giới, bộ sắc giới. Tại sao không có vô đây? Rồi đúng rồi, từ giới, từ hướng thức đúng rồi đó. Xa thú. Rồi giờ tại sao không có những cái tâm thuộc sắc giới, vô sắc giới? Tuổi thông thường, ý thông thường. Ý thông thường là sao? Là một ý, cũng là cái ý hay. Rồi còn gì nữa không?
Có na cảnh, đúng rồi, xa thú, bởi vì nó có na cảnh, mà na cảnh là chỉ xuất hiện trong đời sống, trong cái lộ tâm thuộc về dục giới thôi ha. Trong tâm thiền nó không có na cảnh. Nhớ là thiền không có na cảnh, không có hưởng gì sót, gì mót vậy ha. Không có cái cảnh mà lộn thuộm thuộm đó. À, cho nên, bởi vì lộ tâm này có na cảnh, cho nên không có mặt trong các cõi thiền. Rồi ha, nắm được ha. Rồi, ok, xa thứ ha. Rồi, bây giờ thứ tâm mình có đầy đủ ha. Sắc na có, thứ tâm có ha. Rồi, bây giờ gạch ra vòng. Nó chặn, chặn hai chấm. Chặn hai chấm. Có ba. Chặn hai chấm, có ba. Ba, rồi. Ba là gì đâu? Ba chặn gì đây? Chặn xe lửa, chặn số một. Chặn số 3. Chặn thứ 3. Kén y môn động lực ma cảnh. Chính xác ha. Xà thủ quá, quá giỏi. Quá giỏi, lẹ tài ha. Chặn. Đúng như vậy, chặn số 3. Kén y môn động lực và ma cảnh. À, cô Nhung như là tiền thủ nhanh tay ha. Nhóm Bến Tre chậm tay hơn rồi nha. Nhóm Bến Tre thua rồi ha. Phấn đấu lên ha. Căn cái môn động lực na cảnh ghi vô, đều ghi vô. Rồi, đúng ha, ba chặn thì mình có ba. Không còn ba chặn. Rồi, chính xác ha. Rồi bây giờ xuống dòng. Người hai chấm. Người hai chấm. Có tám. Có tám người. Người hai chấm có tám. Tám người là tám người gì đây quý vị ơi? Người Việt, người Tàu, người Mỹ, người Pháp, người Đức, người Nga. Người có 8 người, 8 loại người. Bốn phàm, bốn thánh quả. Cô Kim Nhung lẹ bài thiệt ha. Quá giỏi luôn. Bốn phàm, bốn thánh quả. Tại sao không có bốn thánh đạo? Tại sao không có bốn thánh đạo? Alo. Còn ai có ý kiến gì đâu, đạo chỉ có một sắc na, rồi còn ai nữa có ý gì khác không? Đạo quả liền kề một sắc na. Ơi, đúng rồi, xa thú, xa thú. Bởi vì người đạo là người ta chỉ tính luật của sắc ma đắc đạo thôi, mà cái sắc ma đắc đạo đó, nó còn nằm trong lộ tâm đắc đạo đó. Đạo là quả, thì khi là quả rồi mới trở thành mới trở thành người quả, là mới có những cái lộ tâm thời bình nhật này ha. Thì như vậy người chúng ta có 8 là 4 phàm cộng 4 thánh quả. Bốn phàm bốn thánh quả, thấy chưa? Người có tám là bốn phàm bốn thánh quả, phải không? Ok. Rồi người xong thì tới cõi, cõi hai chấm. Đối với lộ trình tâm có một cái có la cảnh này đó, cõi thì có 11 cõi. 11 cõi dục giới. Cõi có 11 cõi dục giới.
mà cõi có bao nhiêu cõi quý vị? Cõi có bao nhiêu cõi? Tại sao chỉ lấy có 11 cõi dục giới mà thôi? Cõi có 31 rồi, bây giờ tại sao chỉ lấy có 11 cõi dục giới mà thôi? Sắc giới, vô sắc giới không có là cảnh xa thấu, chính xác rồi ha. Thì như vậy cõi 11 cõi dục giới chỉ lấy ở đây là bởi vì có na cảnh, thuộc về lỗ tâm có na cảnh ha. Cõi thiền thì không có, sắc giới vô giới không có, cho nên chúng ta chỉ bắt lấy 11 cõi dục giới. Ghi xuống thì qua ghi lại hết đi, xuống lại cho nó rõ ràng. Rồi, xong không? Rồi, quý vị có hiểu không ạ? Alo, có hiểu cái phần này không ạ? Phần chót na cảnh này của lỗi ý là thời bình dịch không ạ? Nắm được hết không? Alo, nếu được thì mình qua tiếp. B, chót động lực. Được thì thông qua tiếp. B, chót động lực. Tức là đây nói về cái lộ tâm mà cuối cùng của nó, cuối lộ tâm nó không có na cảnh ha, mà nó chỉ có chót động lực, đối với cảnh rất rõ mà chót động lực. Rồi xuống dần, gạch đầu dòng. Có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua, có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua, rồi xuống dòng, gạch dòng. Không có hộ kiếp vừa qua, không có hộ kiếp vừa qua. Rồi tổng cộng 8 lộ, tổng cộng 8 lộ. Rồi, như vậy chót động lực cho chúng ta biết là có 7 cái lộ định tâm, từ 1 hộ kiếp vừa qua cho đến 7 hộ kiếp vừa qua. Bởi vì khi có hộ kiếp vừa qua tức là chúng ta đã biết là nó có những cái sắc, nó sắc rõ trong cái thời hiện tại sanh khởi, trong cái lộ định tâm thì nó có 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua là 7 lộ định tâm. Rồi loại không có hộ kiếp vừa qua bởi vì đối tượng là danh pháp hoặc là chế định. Thì như vậy chúng ta có được 8 cái lộ trình tâm diễn tiến qua chót động lực, tức là cuối cùng chót là động lực. Như vậy mình có 8, nhớ tức là chót động lực thì mình có 8. Rồi lộ trình không có hộ kiếp vừa qua, 2 chấm. Bây giờ mình lấy cái lộ trình không có hộ kiếp vừa qua. Lộ trình không có hộ kiếp vừa qua, tức là ở đây bắt đầu mình bắt cái lộ trình không có hộ kiếp ha, không có hộ kiếp vừa qua ha. Rồi mình xuống dòng mình ghi sắc nào hộ kiếp ra, sắc na lộ trình tâm ra ha. Và hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp trước thì cho lấy cái nền trước ha. Hộ kiếp, rồi tiếp theo là hộ kiếp rúng động, rúng động, đi hộ kiếp rúng động.
Tiếp theo, hộ kiếp chiếc dòng. Rồi, tiếp đến là kháng y môn. Tiếp đến là bảy động lực. Bảy động lực. Rồi, tới bảy động lực là hết ha. Thì trở về hộ kiếp lại. Bảy động lực xong, trở về hộ kiếp lại. À, như vậy cái lộ trình mà không có hộ kiếp vừa qua thì chúng ta thấy rằng khi mà có cảnh vô thì hộ kiếp bị rúng động rồi dứt dòng đi vô rúng động dứt dòng liền, chứ nó không có hộ kiếp vừa qua 1, 2, 4, 5, 6, 7 hộ kiếp vừa qua. Thì lộ trình này là lộ trình không có hộ kiếp vừa qua, là nó đi vô rúng động dứt dòng rồi kháng với môn liền, rồi bảy động lực, rồi nó trở về hộ kiếp trở lại bình thường, trở về tâm chủ lại. Thì như vậy cái lộ trình tâm này cho chúng ta biết là nó không có hộ kiếp vừa qua. Sự diễn tiến nó như vậy ha. Rồi xuống dòng sát na 2 chấm. Sát na 2 chấm. Có mấy quý vị ơi? Sát na có mấy đây? Có 8 xà thủ, xà thủ chính xác ha. Sát na có 8. Rồi 8 là gì đây? Kỳ ra luôn. 1 kháng y môn 7 động lực. Rồi chính xác thì ra kháng y môn cộng 7 động lực. Rồi ok, là sắc na mình có rồi ha. Rồi xuống dòng thứ tâm 2 chấm. Có 3 chục. Thứ tâm có 3 chục. Ba chục là gì đây? Hello. Ba chục là cái chi mô? Rồi dùng giỏi quá là kháng y môn cộng 29 động lực dục giới xa thứ thiện thủ, quá giỏi luôn ha. Rồi như vậy là chúng ta có 30 loại tâm, kháng y môn và 29 động lực dục giới. 29 động lực dục giới mà không có sắc giới vượng giới ha, bởi vì đây là đời sống bình nhật ha, của bình thường ha, đời sống bình thường. 29 động lực dục giới, kháng y môn là 30. Rồi xuống dòng về chặn xe lửa có mấy chặn đây quý vị? Chặn xe lửa có mấy chặn đây? Có 2, đúng rồi. Sa thú chặn có 2 là chi? Chặn có 2 là chi? Kháng y môn động lực. Rồi chính xác, chặn có 2, kháng y môn động lực. Rồi chính xác ha. Rồi bây giờ xuống dòng người 2 chấm. Người có mấy đây? Người có mấy hạng người trong lộ bình nhật đây? Người có 8, 4 phạt, 4 thánh quả. Người có 8. Rồi hiểu hết ha, quý vị nắm được ha, nắm được rồi cái mình hiểu bài cách dễ dàng. Được chưa? Rồi cõi, cõi người ta cho mình biết là cõi có 30 cõi. Cõi có 30 cõi, tại sao nó lại có 30 cõi?
30 cõi. 31 trừ vô tưởng. À, chính xác 31 trừ vô tưởng. Nhưng mà tại sao ở đây nó lại 30 cõi, tức là nó có luôn những cõi thiền sắc giới, vô sắc giới. Tại sao? Tại sao như vậy quý vị ơi? Như phần trên thì mình thấy là nó không có, thiền hữu nói rằng là không có na cảnh. Quá hay vậy đó, giỏi thiệt, con nhận thiền hữu giỏi quá, vô xa học giỏi quá thiền hữu. Chính xác, bởi vì đối tượng là danh pháp và chế định và không có na cảnh à, nhưng mà đối tượng là danh pháp và chế định nữa, hai vấn đề đó ha à, cho nên nó là à, có luôn tất cả trong các cõi trừ cõi vô tưởng ra. Như vậy có 30 cõi, bởi vì đối tượng là danh pháp. Danh pháp là đương nhiên những cõi thiền là có danh pháp và chế định có luôn à, và không có na cảnh. Đuôi động lực, đúng rồi, chính xác ha. Các quý vị khác sao rồi, có ai hiểu không? Alo, Chánh Tâm có hiểu không? Giang Nhật Hạ có hiểu không? Hồng Mai đã im ru rồi, lười nữa, không thấy đâu hết. Tô Thị Phúng, thiện lành, mày biết tầm bánh anh đá đi nè à, quý vị sao rồi, nắm được sao, hiểu ha à, dễ ở cái gì đó ha, dễ ủi ai nói khó lộ thịt tâm dễ ở. Gì vậy? Rồi đối tượng là danh pháp và chế định đó. Đối tượng là danh pháp và chế định. Bởi danh pháp là thuộc về tâm, tâm sở. À, thì đối tượng này có trong lộ ý ha, có trong lộ thiền luôn à, chế định cũng là có trong lộ thiền à, cảnh chế định thì vậy là nó có luôn trong cái cõi sắc giới, vô sắc giới luôn, và nó không có nai cảnh à, thì như vậy nó lọt vô trong cõi đó được à, chưa. Rồi ha, thông qua được ha. Rồi lộ trình có một hộ kiếp vừa qua, hai chấm. Lộ trình có một hộ kiếp vừa qua, hai chấm. Một hộ kiếp vừa qua. Như trên, chỉ thêm một hộ kiếp vừa qua. Như trên, chỉ thêm một hộ kiếp vừa qua. Thì nó giống như lộ trình trên ha, tức là hộ kiếp vừa qua, rung động với dòng cái môn bảy động lực, à, nó giống như trên, chỉ thêm cái hộ kiếp vừa qua vô thôi. Chết kịp chưa quý vị ơi? Rồi ha, xuống dòng, đánh qua hiệu dòng. Cõi, về cõi, hai chấm. Về cõi. Có 26 cõi ngũ uẩn. Có 26 cõi ngũ uẩn.
trời cõi, có 26 cõi ngũ uẩn. À, ở đây chúng ta thấy là trong cái vấn đề này nó khác cái phần không có hộ kiếp vừa qua. Hộ kiếp vừa qua về cõi chúng ta có 30, ha, trừ vô tưởng. Nhưng mà có cái hộ kiếp vừa qua lại lộn xộn liền ha. Có cái hộ kiếp vừa qua thì nó cõi nó chỉ có phát sanh ở 26 cõi thuộc về ngũ uẩn. Nhớ nha, 26 cõi ngũ uẩn thì trừ ra cái gì quý vị? Cõi nào không có ngũ uẩn, không có đủ ngũ uẩn đây? Cõi nào? Bốn cõi vô sắc rồi, mà bốn còn thiếu cái. Bốn vô sắc, một vô tưởng, chính xác. Thì như vậy 26 cõi ngũ uẩn này trừ bốn vô sắc và một cõi vô tưởng, đó là trừ năm cõi ra. À, bởi vì sao mà như vậy? Bởi vì có hộ kiếp vừa qua nó có sự liên hệ đến những cái sắc thuộc về sắc rõ, đúng chưa? Nãy mình học có sắc rõ vô nó mới có hộ kiếp vừa qua, mà bây giờ 26 cõi ngũ uẩn thì nó có liên hệ đến 18 sắc rõ. Cõi vô sắc không có, cõi vô tưởng cũng không có. Thì vậy do lý do có cái hộ kiếp vừa qua nó mới loại trừ ra hai cái nhóm này, bốn vô sắc và một vô tưởng. Lắm lần quá vậy. Được ha, là bởi vì có cái hậu kiếp vừa qua do đó nó làm cho cái lộ tâm thì do có đối tượng là nó có liên hệ đến cái vụ sắc rõ, cái sắc mà nó sanh lên trong cái lỗi, nó sanh cái cảnh sắc rõ hiện lên làm cho cái tâm bị lẫn gần thường, có hậu kiếp vừa qua sanh lên. À, thành ra có cái cảnh sắc lên thì cõi vô sắc không có, cõi vô tưởng cũng không có luôn, thành ra mình loại hàng này ra. Thì như vậy cõi chúng ta còn có 26 cõi ngũ uẩn mà thôi, chứ không phải như cái mà không có hộ kiếp vừa qua nó tới 30 cõi. À, nó khác biệt rõ ràng ha, thấy rõ ràng mà rất là hợp lý, rất là logic ha. Như vậy 6 lộ còn lại tương tự như trên ha, 6 lộ còn lại tương tự, chỉ thêm dần sắc na hộ kiếp vừa qua mà thôi. Thì như vậy mình ghi là 6 lộ còn lại, tức là 2 hộ kiếp vừa qua, 3, 4, 5, 6 vậy đó. 6 lộ còn lại tương tự, chỉ thêm dần một sát na hộ kiếp vừa qua, chỉ thêm dần một sát na hộ kiếp vừa qua. Tức là cái lộ kế tiếp là 2 sát na hộ kiếp vừa qua, tiếp là 3, tiếp đến là 4, tiếp đến là 5 hộ kiếp vừa qua ha. Thì cứ dần dần lên là 6 cái lộ còn lại là thêm hộ kiếp vừa qua, thêm tăng lên. Thì như vậy là ở đây chúng ta đã học xong 8 lộ có cái cảnh có hộ kiếp vừa qua và không có hộ kiếp vừa qua. Thì như vậy hôm nay là chúng ta học đầy đủ về cái cảnh rất rõ thuộc về chót có na cảnh, rồi chót động lực, học về cái mà có hộ kiếp vừa qua, không có hộ kiếp vừa qua, trong cái lộ động lực, lộ tâm có động lực. Thì vậy hôm nay thấy tới đây là được hả quý vị ha? Đây học đủ không? Tới đây vừa ha, ngưng ha, nhiều quá khùng luôn á. Tuần sau mình học tiếp, tuần sau mình học tiếp về chót có hộ kiếp khách, nhắc nha. Tuần sau tiếp là chót có hộ kiếp khách. Xỉu luôn hả? Chưa xỉu. Hồi xưa chúng tôi học cái này đó, học 455 lộ tâm rồi đó quý vị. Mấy ông ngồi nghe ông nói, vòng 15 phút xong đắc đạo hết luôn. 15 phút xong 455 lộ, muốn hiểu gì hiểu, mạnh ai nó hiểu ha. Rồi sau này coi lại cái mình cũng không hiểu gì luôn.
mình cũng không biết mình học cái gì nữa, đi cái đầu rồi. Nhưng mà mình học từ từ, mình phân tích di pháp vậy, quý vị chịu khó chậm ha, chậm từ từ, nhưng mà mình nắm chắc đó. Học nghe ra sao mình nắm được pháp cách rõ ràng chắc chắn ha. Không có sự mà lơ mơ lờ mờ, phải mình hiểu pháp mà còn lờ mờ thì đi con đường mình đi nó cũng lờ mờ không đi tới đâu. Đó là như vậy. Rồi hôm nay rất là xa thứ, chúng ta học của anh cái bài là lỗi diễn tiến như vậy ha. Do phước báo mà chúng ta hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được tâm pháp sống lâu, sức đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu giải trí đồng thời nhà cả thể. Pavutusap mamangalang rakhan tusap pade vata sap pavutha nupave nasara sati pavan tute. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nam mô Thầy ạ, Nam mô Thầm ạ, Nam mô Sơn. Rồi, bữa học chúng ta được hoàn mãn. Mời Đông Triều với là nhóm Bến Tre cùng nhận lên hồi hướng phước báo cho chị Tiên. Rồi, xin biết. Ba tí đà nà gà à. Ya devata santi viha rava siddhi thupe kare bodhi kare thai thai tathamata ne na pava tupu chita sote karo thai tham viha ramantale te raja maja navaka chakhavu saramika Dhanapati Upasakagama Chatesagama Chaya Sampanamputa Chukita Pawatute Chacha Uchayenya Anasampawa Sampse Achata Atamu Papatika Niyamika Amavaram Padichate Sasate Hidukhasa Karatum Sankrayam Tatum Jiram Satatam Tamo Tamatara Jankum Kugala Sankoho Samakyo Vahaya Jahitaya Amterakatum Satatamo Sate Dittam Acharino Uttin Sambhapuneyama Thammariya Avedite Yam Kinchi Kusunakam Katapang Kiriyam Kaneyam Vajjaparase Hidase Suvatam Katam Yesata Sanmino Atiye Yesata Asanmino Katatam Uvanyafalam Satsang with Mooji.
Di đàn đô Di đàn đô Thu y su khi ta Thu y su khi ta Thu y su khi ta